ngày mới thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn luôn dồi dào sức khỏe. Thì ngày mới cũng đến, thì mình cũng tiếp tục cái công việc hàng ngày của mình. Thì mình đang lùa cái lượng đất này vô tới trong kia để mình làm một cái nền. Thì ở ngang chỗ này thì mình làm hai ao công nghiệp. Hiện tại giờ đất khá là nhão, thì mình cũng đang dỡ xuống tầm khoảng cỡ 3 tấc nhão ở trên đó. Thì mình chuyển đi trước, rồi sau mình mới dựng bờ sau. Thì cái mình làm ngay tháng mưa mà, hôm nay mưa nữa, mưa quá trời mưa luôn rồi, giờ nó ngập nước lên nữa rồi. Mà ở ngoài kia thì mình cũng có cái motor, nếu mưa thì ảnh ra ảnh bật motor, nên ngoài đó thì nó cũng không có nước. Nếu có nước thì ảnh đánh đường nước cho bơm nước ra, sáng sớm anh ra anh làm sớm thôi. Thôi giờ mình lên mình làm. Chiều hôm qua cũng bơm mở hết rồi. Ở đây làm thì mình làm một clip thì nó cũng hơi phải xuống sình lội mình mới xuống xe được. Tại vì xuống rất mềm mà. Xuống tới cái tầng đất dưới này nè thì nó cũng, mình thấy hơi giống như nó hơi dẻo dẻo vậy đó. Này dư cũng hơi nhiều nên mình phải đưa vô trong đống bớt, tại vì đất nó mềm nữa mà mình để đất nhiều vậy nè, cái xe mình á mình leo lên cái đống đất này là leo đâu được, nên là mình phải giống như là mình chừa một đường nữa đó để mình đi tới lui. Tại giờ nó cũng sắp qua tới đường đan rồi nè, thì mình cũng đậu xe xuôi xuôi về. Thì tới đường đan cái mình bắt cho nó qua đường đan nó nằm bến. Mình làm clip thì chủ yếu thì mình chia sẻ về cái cách làm để mình hoàn thành một cái miếng đất thôi. Này thì mình thấy từ chỗ chồi lại đây thì nó cứng giống như cỏ nhiều quá, rồi từ cái chồi xuống dưới thì mình thấy nó mềm. Nhưng mà mình bù đi bù lại thì mình thấy đất này thì mình làm thì nó cũng khỏe, nó lúng thì lúng tới phần nào thôi chứ nó không có lúng xuống sâu. Gặp đất mà mềm mà mình chuyền đất bát đất cái kiểu này mà đi tới lui đi chừng 3 quận thôi là mình thấy đi không hết được rồi. Thì giống như nó nhão quá cái lúng á. Rồi bỏ vào đường ranh rồi mình bắt ra bà lá ngoài nữa, từ ở ngoài bà lá vô tới trong đây là nguyên một cái nền bự luôn. Cái nền nó dài ngang chỗ cái chòi đó là một cái nền đó. Thì giống như đây là anh làm một cái quy trình giống như là ở trên đây thì anh trồng nho nè, chỗ xe mình đang đứng từ chỗ chòi mà vô tới trong đây thì có thể là anh trồng nho, thì trồng cây. Rồi ở phía ngoài đó mình nghe nói anh xây một cái ngôi nhà gì ngoài đó đó. Thì anh chỉ nói sơ sơ mình nghe thôi, mình nghe thì mình chia sẻ lên để mấy bạn xem mấy bạn hiểu thôi, chứ mình cũng không có rành thì anh
anh làm cái, anh nói là anh làm cái khu nghỉ dưỡng thôi, thì giống như anh nói với mình vậy đó, rồi mình chia sẻ lên cho mấy bạn xem, mấy bạn hiểu. Đôi lúc miếng đất nó nhỏ thiệt mà cái cách làm của người ta làm nó lâu. Nay làm món gì thấy thịnh soạn quá em? Kho khô quẹt. Thì mở ba rọi mình kho khô quẹt. Là cơm chiên. Thì thôi mình xin mời tất cả các bạn dùng cái buổi trưa. Thì cơm này làm như hôm qua còn phải không em? Dạ, cơm nguội còn nhiều quá rồi nhờ chiên lại ăn.
bữa nay thì cái công việc của mình thì chủ yếu là mình chỉ dò đất thôi, nên các bạn chịu khó xem chút, tại vì mình cũng không có chia sẻ nhiều về cái cách làm được. Cái này giống như mình dò đất thì nó cũng đơn giản à, chứ không có gì khó. Đường đan này thì nó cũng nhỏ, tầm bề ngang tầm chừng 1 mét à, mà nó cực cái thì mình phải bò bên kia để mình lùa xuống dưới nữa. Hôm nay giờ mấy ngày từ ở dưới bờ lá dưới mà giờ lên tới lên đây, bữa nay thì nó mới qua được cái đường đan. Còn nữa mình phải dư đất ở dưới nó còn dư nhiều lắm, tại vì ở dưới mình đào 2 ao mà 1 ao sâu khoảng cả 8-9 tấc rồi, nên đất nó dư nhiều. Thì cái mặt bằng này chắc mình làm khả năng thì làm chắc nó cao hơn đường đan này thêm khoảng chừng khoảng 1 tấc nữa, trừ hao rồi nó còn lún xuống nữa. Thì mình cũng nói chung thì mình làm thì đất bao nhiêu thì mình cứ phả bao nhiêu đi, dự tính thì nó như vậy đó. Nhiều khi đất nó nhiều hơn là mình phả cao hơn, rồi trường hợp đất ít hơn thì mình phải phả cho nó thấp hơn, nhưng mà tập trung đất mình gom ở đây cho nhiều một chút. Đằng ngoài này anh làm nguyên một cái nền ngoài này nè. Còn như chỗ xe mình đang đứng ở chỗ này thì anh trải lưới, mà lưới mùng mình á, mà anh trải giống như là cái nhà lưới vậy á. Thì ảnh trồng cây giống như cây khép kín mà. Thank you.